Firestar phục vụ một số tuyến đường liên tỉnh, tất cả đều ở phía Bắc Luzon. Với các xe bus của chúng tôi đi đến tận Tugugarao, một quãng đường dài 300 km, di chuyển các tuyến đường tỉnh, nghĩa là phải phục vụ quãng đường dài hơn. Từ quan điểm kinh doanh, điều này đặt ra thách thức về chi phí bảo trì cho chúng tôi, khi mỗi xe bus thường cần phải thay dầu nhất sau 15.000 km. Để vượt qua thử thách này, Cantech mời chúng tôi làm một trong những doanh nghiệp đầu tiên trải nghiệm nhất Delo 400 MGX. Delo 400 Multigrip là loại nhất chúng tôi sử dụng trước đó. Pero ngayon, nag-divert na kami sa Delo 400 MGX. Chúng tôi đã rất ấn tượng với loại nhất này vì nó cho phép định kỳ thay dầu lâu hơn. Và khi nghe nói có loại Delo 400 MGX mới, chúng tôi rất háo hức muốn dùng thử để xem loại nhất này cải thiện hoạt động của động cơ như thế nào. Chúng tôi đã dùng thử Delo 400 MGX và thấy sự cải thiện rõ ràng. Từ 15.000 km định kỳ thay dầu được nâng lên 30.000 km, gấp đôi. Không có sự hình thành cặn bám trong động cơ, một nguyên nhân phổ biến gây ra các vấn đề về động cơ. Delo 400 MGX cũng giúp cho chúng tôi rất nhiều về việc lưu kho, vì loại nhất này tương thích với tất cả các xe bus của chúng tôi, dù xe có động cơ cũ hay mới. Thay vì cần phải có hai loại dầu động cơ khác nhau trong kho, một loại cho động cơ cũ, một loại cho động cơ mới, giờ đây chúng tôi chỉ cần có một loại. Điều này tiết kiệm chi phí hơn, định kỳ thay dầu lâu hơn, giúp giảm thiểu chi phí vận hành, vì giảm thời gian ngưng nghỉ cho xe bus. Thay vì bị kẹt trong xưởng, xe bus của chúng tôi vẫn tiếp tục hoạt động và tạo ra lợi nhuận. Delo 400 MGX giúp bảo trì động cơ tốt nhất và cho phép giảm thiểu những lần phải dừng xe để sửa chữa đột xuất. Tất cả những điều này giúp chúng tôi tiết kiệm nhiều hơn. Đó là lý do tại sao chúng tôi vô cùng hài lòng với Delo 400 MGX. Sử dụng liên tục, chúng tôi dự đoán có thể tiết kiệm hơn 7 triệu peso trong mỗi năm. Firestar đã rất hài lòng khi hợp tác với Cantech Delo trong những năm qua và không thể tưởng tượng được trải nghiệm với dầu Delo lại có thể tốt hơn nữa. Hãy nhìn xem, Delo Effect thực sự là vô đối.